Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Đã trên tay Oppo Reno 3 rồi thì hôm nay phải chơi luôn cái Oppo Reno 3 Pro đấy chứ nhỉ. Đấy, hấp dẫn. Và bên ngoài các bạn cũng có thể thấy thông tin, chúng ta sẽ có tới 256GB bộ nhớ trong. Đây là một cái bộ nhớ quá lớn dành cho các bạn sử dụng một cách thoải mái, trọn vẹn rồi, không phải nghĩ rồi. Mở hộp ở phía bên trong thì cách đóng hộp của Reno 3 và Reno 3 Pro khá là giống nhau. Và chúng ta cũng sẽ được tặng kèm đầy đủ những món phụ kiện, ví dụ như là cục sạc. Và cái hay của Reno 3 Pro là chúng ta đã hỗ trợ công nghệ sạc VOC 4.0 với công suất lên tới là 30W, giúp các bạn có thể sạc đầy viên pin của cái máy với một thời gian nhanh hơn rất nhiều so sánh với VOC 3.0. Sợi cáp A to C và đương nhiên không thể thiếu được một cái tai nghe phía bên dưới. Đó, mới nhìn vào thì các bạn sẽ bảo ôi, Reno 3 tặng kèm tai nghe mà Reno 3 Pro không có thì chết. Có hết đây, anh em yên tâm. Phía bên trong thì không thể thiếu được, các bạn sẽ được tặng kèm theo là một cái ốp lưng trong suốt và một vài những giấy hướng dẫn sử dụng. Các thứ này thì mình cũng sẽ bỏ qua luôn. Đây, máy đây, màu đen rất đẹp. Và khi đeo lên thì nó sẽ như thế này. Đó, cái này thì cũng không có điều gì để mình nhắc đến quá nhiều. Mà cái hay á, đấy là trong đợt đầu tiên như thế này, khi các bạn đặt trước, các bạn cũng sẽ được tặng kèm thêm cái ốp lưng giống như con Reno 3 kia, với hashtag đấy là Style Up With Oppo. Và đương nhiên nó cũng là sản phẩm được thiết kế bởi nhà thiết kế Jimmy Chuobe. Và đây chính là cái phiên bản của mình. Trời ơi, lấy cảm hứng từ hoa sen, nền đen, vân họa và tiết màu đỏ, chất đừng có hỏi luôn. Và khi fit lên cái điện thoại của chúng ta thì nó sẽ như thế này. Wow, xịn xò và ai. Logo Oppo đẹp, tinh tế. Nói chung là quả ốp lưng này đúng hợp style của mình, không có điều gì để mình chê cả. Mọi thứ đều ok. Rồi, hãy bỏ qua phụ kiện một bên, chúng ta hãy nói nhiều hơn đến Oppo Reno 3 Pro. Ok, và hãy quay trở lại với Oppo Reno 3 Pro. Thì cái đầu tiên đập vào mắt mình đó chính là màn hình đã chuyển sang cái dạng đấy là đục lỗ. Và đây là cái xu hướng của năm 2020, rất nhiều sản phẩm cao cấp đang sử dụng. Ví dụ như con Fire X2 mà mình đang sử dụng ở đây, đó, camera selfie là đục lỗ bên trong này. Thì Reno 3 Pro cũng không đứng ngoài cái xu hướng này. Màn hình vẫn sẽ sử dụng cái tấm nền đấy là AMOLED, mang lại cho các bạn một cái khả năng hiển thị màu sắc cực kỳ ấn tượng và đẹp. Nói chung là sản phẩm này cũng không có điều gì các bạn phải phàn nàn về cái khả năng hiển thị đâu. Và đương nhiên với việc làm camera đục lỗ phía bên trong màn hình như vậy thì khi các bạn sử dụng theo chiều ngang, chơi game các thứ chẳng hạn, thì tay của bạn cũng đã che đi một phần nào rồi. Nó đã khiến cho cái thiết kế trở nên hài hòa hơn và ấn tượng hơn đối với người dùng rất là nhiều. Đương nhiên vân tay vẫn sẽ ở phía bên trong màn hình và nó sẽ cực kỳ nhạy luôn. Nhưng đó là phía mặt trước, mình thích cái phía mặt lưng đằng sau hơn. Rồi ôi, Oppo cụm camera 4 kính lồi lên một chút xíu, nhìn tông xì tông. Và nhìn cái mặt lưng của con Reno 3 Pro này so sánh với cái mặt lưng của con Fire X2, các bạn thấy nó hao hao giống nhau không? Xịn xò vãi. Nói chung là Fire X2 mình đánh giá rất cao cái quả thiết kế mặt lưng, thì con Reno 3 Pro này cũng làm tốt tương tự như vậy. Thực sự là mình thấy ấn tượng với cái mặt lưng này, nhìn đẹp, gọn và nó không hề bị thô một chút nào cả. Rất ok. Quay trở vào đến phía bên trong thì những cái sự thay đổi và nâng cấp của Reno 3 Pro đó là những gì? Thứ nhất chính là cái camera selfie. Chúng ta sẽ có hai ống kính. Ống kính camera selfie chính vẫn sẽ có độ phân giải là 44MP giống như là Reno 3. Nhưng cái hai này chúng ta sẽ có thêm một cái cảm biến đo độ sâu trường ảnh để giúp các bạn có thể kích hoạt được chế độ chụp chân dung xóa phông ấn tượng hơn. Để mô thử một vài tấm hình thì các bạn cũng có thể thấy là cái khả năng chụp hình xóa phông của con này nó đỉnh đến mức độ là như thế nào. Selfie đấy nhá các bạn, chứ không phải là dùng cái camera sau đâu. Và đương nhiên nó cũng sẽ thừa hưởng cái chế độ đấy là chụp selfie đêm với một chất lượng cực kỳ tốt dành cho các bạn. Demo luôn một hai tấm để các bạn có thể thấy nha. Nói chung là cái camera selfie của con này là quá ấn tượng luôn. Còn những cái tình huống khi các bạn chụp môi trường gọi là đủ sáng ấy, ui, phải gọi là siêu đẹp luôn các bạn ở đây. Demo thêm vài tấm nữa, con em vợ mình chụp bằng con này lên xinh vãi đạn luôn. Đấy, chưa chồng đấy, có ông nào muốn đặt gạch không? Comment đi nha, ok. Đấy, nói chung là camera selfie của con này khiến mình thực sự rất ấn tượng về cái trải nghiệm, màu sắc, chi tiết rồi mọi thứ nó mang lại. Thế nhưng cái camera chính của nó thì cũng không phải là dạng vừa đâu, khi mà cái thông số của nó cũng thực sự khá tốt với bộ 4 ống kính. Cụ thể hơn thì các bạn sẽ có một cái camera chính với độ phân giải là 64MP và
Kích thước cảm biến đương nhiên rất lớn, 1/1.72 inch, giúp các bạn chụp trong những môi trường thiếu sáng hay là chụp lấy chi tiết một cách tốt hơn. Camera tele có độ phân giải là 13 chấm zoom 2x, và đương nhiên không thể thiếu được cái camera góc siêu rộng rồi. Và cái camera thứ tư cũng sẽ là cảm biến black and white giống như là con Reno 3, nhưng mà rõ ràng camera chính nó đã cải tiến hơn rất là nhiều và nó sẽ giúp các bạn có những trải nghiệm chụp hình tốt hơn. Cái hay hơn nữa là cái khả năng quay video của con Reno 3 Pro này cũng được thừa hưởng rất nhiều những trải nghiệm ngon lành từ dòng 5K, cụ thể hơn là chế độ siêu ổn định này, hay là chúng ta cũng có thể quay được 4K đó, giúp các bạn có thể quay vlog, thu âm mọi thứ đều tốt hơn và ấn tượng hơn. Nói chung là những thứ liên quan đến camera thì con Oppo Reno 3 Pro này đều làm tốt dành cho các bạn. Thậm chí nếu như chuyển về cái camera góc siêu rộng thì các bạn có thể chụp được macro trên cái điện thoại này luôn, tương tự hoàn toàn với những thiết bị trước đây của nhà Oppo. Nên anh em khỏi phải nghĩ về cái camera đi. Xét về hiệu năng thì nó sẽ sử dụng Helio P95. Và các bạn sẽ cần phải lưu ý một chút, đây là phiên bản Reno 3 Pro. Các bạn sẽ có thêm một cái phiên bản Reno 3 Pro 5G nữa, nhưng mà tại Việt Nam bây giờ chưa có 5G thì mình thấy mang con này về là hợp lý hơn. Nó chạy P95 và một vài những điểm số mình chấm sơ qua thì các bạn cũng chỉ cần mang tính chất gọi là tham khảo thôi nhé. Khoảng 207.000 điểm AnTuTu và vào khoảng tầm 400 điểm đơn nhân, 1.500 điểm đa nhân trên Geekbench. Đây là một cái điểm số khá ổn để giúp các bạn có thể có những cái trải nghiệm mượt mà, game gủng các thứ là ngon lành rồi, nên cũng không có điều gì phản nàn ở vấn đề này các bạn nhá. Được cái là sổi máy nó mát kinh khủng luôn, trong quá trình kể cả mình test benchmark các thứ, mình giải trí chơi game các thứ trên nó không bao giờ bị nóng máy, thế mới ghê chứ. Và đương nhiên viên pin cũng có dung lượng là 4025 mAh, tương tự như là Oppo Reno 3. Chắc chắn với dung lượng pin này thì các bạn có thể thoải mái sử dụng trong ngày, bởi vì máy nó có bị nóng lên đâu. Chip thì là 12 nanomet tiết kiệm pin, giúp các bạn kéo dài tuổi thọ pin sử dụng hơn, hay lại còn kết hợp với cả cái sạc nhanh VOC 4.0 nữa, làm gì mà phải nghĩ. Đương nhiên USB Type-C và jack cắm tai nghe 3.5mm là có đầy đủ rồi, nên rõ ràng trải nghiệm về cái sản phẩm này thì các bạn không phải nghĩ về vấn đề sử dụng hàng ngày đi. Nên nói chung là với Oppo Reno 3 Pro, thực sự thì những cái trải nghiệm mà nó mang đến cho người dùng, bản thân mình đánh giá là nó phục vụ nhiều hơn đến cái mà người dùng quan tâm. Ví dụ như là màn hình đẹp, ví dụ như là camera thực sự rất ngon, camera selfie quá ấn tượng, hay là sạc nhanh, rồi là hiệu năng của nó cũng đủ dùng. Sản phẩm này đẹp, sản phẩm này chụp hình đẹp, và sản phẩm này selfie cũng đẹp. Nói tóm lại là cái gì nó cũng đẹp, kết hợp thêm quả ốp lưng nó cũng đẹp nữa. Thế nên bản thân mình đánh giá nó đẹp. Đấy. Và các bạn nghĩ sao về con Oppo Reno 3 Pro này? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye.